you. I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Đến hẹn lại lên. Chương trình Lời chia tay mùa hạ 2017 đã được tổ chức vào hai tối 29 và 30 tháng 6 dành cho khóa QH2013X. Với một format hoàn toàn mới, chương trình đã đem đến cho các bạn sinh viên, đặc biệt là khóa cuối K58, một trải nghiệm mới lạ đầy màu sắc. Lời chia tay mùa hạ năm nay được tổ chức theo mô hình một quán cà phê bên bờ biển, với mong muốn các bạn sẽ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng khi còn là sinh viên bên nhau. Không gian tầng một nhà E được chia làm hai phần, với bên ngoài là sảnh đón tiếp và gọi đồ, bên trong là không gian âm nhạc do chính các bạn sinh viên tự thể hiện. Ban tổ chức thì có suy nghĩ rằng là vào những cái thời điểm mà gần đến ngày trao bằng, các bạn sinh viên sẽ xu hướng là muốn gặp nhau nhiều hơn để tận dụng những cái thời gian đấy, ở những cái thời gian được bên nhau đấy. Và thường thì những nơi mà các bạn sinh viên sẽ muốn đến là những cái quán cà phê có không gian đẹp, có âm nhạc để nghe, có đồ uống ngon. Vậy thì tại sao không đưa luôn những cái quán cà phê đấy vào trong trường, và đấy là lý do mà cái quán cà phê của chúng tôi ra đời? Lời chia tay mùa hạ là chương trình thường niên được tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên năm cuối. Năm nay, trong không gian âm nhạc lắng đọng, nhiều người không khỏi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm đã qua tại mái trường Nhân Văn. Thì em rất là xúc động và cũng cảm thấy rất là hoài niệm, cảm thấy như là có thể nhớ lại rất là nhiều cái kỷ niệm trong cái quãng thời gian mà mình học theo tại trường. Thì mình mong là các bạn sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trên mái trường này. 4 năm qua sẽ là những khoảng thời gian mà các bạn sẽ không thể lấy lại được. Và khi mà bước chân ra ngoài biển lớn kia thì hy vọng là mình và các bạn sẽ chân cứng đá mềm, sẽ vững tin, mang những hành trang suốt 4 năm của các bạn đạt được ở trong môi trường để thành công và phát triển, tung cánh ra